Ôi bé đi ngoan, xin chào mọi người, rất vui và rất vinh dự đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Xuân. Lời đầu tiên Xuân xin gửi lời kính chúc sức khỏe và bình an đến với toàn thể quý anh chị và các bạn. Quý vị ơi, có những món phải nói là rất là quen thuộc với mỗi chúng ta, nhưng đôi lúc chúng ta cũng quên vào một góc nào đó. Hôm nay Xuân muốn nhắc lại món đó là món gì và cách làm ra sao, thì mời mọi người hãy cùng vào bếp với Xuân nha. Các bạn biết không, theo Xuân á, thì lòng gà là một nguyên liệu rất là được yêu thích nha. Đặc biệt là cái mề gà và tim gà, mà không hề thua kém gì với các nguyên liệu hảo hạng khác. Sẽ thật thiếu sót nếu mà chúng ta bỏ qua các món xào từ lòng gà. Và hôm nay Xuân muốn giới thiệu với mọi người món ngũ sắc mề gà, tim gà. Và không biết cách làm của nhà Xuân ra sao, mời mọi người hãy cùng thực hiện món này với Xuân luôn nha. Xin mời. Trước tiên thì Xuân giới thiệu với mọi người, Xuân có 500g mề gà và tim gà, Xuân đã sơ chế rửa thật sạch rồi. Kế đến là một nắm cải thảo, ớt chuông 3 màu, xanh, vàng, đỏ, một ít tỏi bằm, cũng có thể các bạn sử dụng thêm phần hành tím bằm luôn hen. Mọi thứ Xuân đã chuẩn bị sẵn sàng và gia vị nêm thì cũng bình thường thôi, muối, đường, bột ngọt, bột nêm. Bây giờ Xuân sẽ đặt một cái nồi lên bếp và cho vào đây khoảng 700ml nước. Bây giờ bật lửa thôi. Hãy chờ đợi cho nước sôi nha mọi người. Nước sôi rồi thì Xuân sẽ cho phần mề gà và tim gà vào đây để luộc. Mình luộc sơ thôi, không cần luộc kỹ. Các bạn nhớ là mình luộc chứ không phải là mình trụng nha. Các bạn sẽ khuấy nó một vòng để cho nó đều ra. Rồi Xuân sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối. Lúc này thì chúng ta sẽ chờ cho nó sôi trở lại. Và mình sẽ tính từ lúc nó sôi trở lại cho tới lúc mà được thì các bạn nhớ là khoảng từ 3 đến 5 phút nha mọi người. Làm theo cách này thì khi mình xào lòng gà thì mình cảm thấy nó rất là ngon. Và khi được thưởng thức món này thì sẽ rất là ok nha cả nhà, rất ngon luôn. Lúc này mề gà và tim gà đã luộc được 5 phút rồi nè các bạn. Xuống sẽ vớt ra và rửa lại bằng nước lạnh rồi để ráo. Tiếp tục Xuống sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Sau đó Xuống sẽ cho vào đây khoảng 4 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì Xuống sẽ cho phần tỏi vào đây phi cho vàng thơm. Giai đoạn này thì khá là dễ dàng rồi, mọi người hãy cùng theo dõi Xuống làm nhé. Xin cảm ơn. Thank you.
Như vậy là chín rồi cả nhà ơi, bây giờ Xuân sẽ trưng bày ra dĩa và mời mọi người cùng thưởng thức món ngũ sắc lòng gà của nhà Xuân coi ra sao nhé. Các bạn thấy sao? Còn Xuân thì Xuân thấy màu sắc thôi là đã kích thích vị giác của mình rồi đó hen. Các bạn biết không, Xuân nghĩ rằng món này chúng ta dùng chung với cơm cũng rất là ngon nha. Đặc biệt quý ông mà muốn nhâm nhi vài lon bia thì cũng khá là tuyệt vời luôn. Không thể chê vào đâu được. Và cái khẩu vị của mỗi gia đình có khác, chúng ta sẽ nêm nếm sao cho phù hợp nha. Còn nhà Xuân thì nêm lạt thôi. Và các bạn có thể thì chúng ta cũng chấm chung với cái phần nước tương và ớt cũng rất là ngon luôn. Quá đã luôn cả nhà ơi. Mời các bạn nha. Ý quên còn một điều này nữa nè mọi người. Nhưng mà tại vì nhà Xuân hôm nay hết cái loại đó rồi nên Xuân không chia sẻ. Nếu các bạn xào món này thì chúng ta có cần và hành lá chúng ta rắc lên trên cũng rất là ngon nha. Như vậy là món lòng gà xào ngũ sắc của nhà Xuân đến đây đã hoàn thành rồi. Cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng kênh Năm Xuân. Quý vị thấy video này hữu ích xin hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Xuân nha, bằng cách là quý vị bấm vào đăng ký, bấm vào cái chuông ở bên cạnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ Xuân xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!